thì chị nghĩ phải có lý do. Sợ là em không thể biết được, có thể là em có thể đoán. Đoán. Em đoán nhiều hướng thôi. Ví dụ như là chị nghe dài hướng cho chị nghe. Trong nhà thì có thể là anh đó là con trai duy nhất. Có nhiều người con gái thì người bác họ sẽ trọng nam khinh nữ hơn. Ý là đẻ con trai thì mới làm thú. Dạ đúng rồi. Tại vì trong một lần nói chuyện thì họ hay nói ừ thì sanh vài đứa đi rồi làm không muộn. Nhưng mà nhà đó thấy có đông anh chị em không? Có 4 người con gái và 1 người con trai. Có mình chồng em á, cái chồng đó là có một mình chồng em mới là con trai thôi. Dạ. Cho nên là cũng là sợ để nói giỏi tông đường, tại thấy đẻ đứa con gái cho nên là thôi. Thế thì em đoán một hướng, một hướng đó. Còn cái hướng đoán nào khác nữa không? Em thì em chỉ nghĩ khoảng cái hướng đó thôi, còn cái hướng nữa thì có thể là cái người chồng đó họ không có cái chủ chính kiến ấy, họ không có được cái lý lẽ hoặc là tình cảm để bảo vệ người vợ người con của mình, thì có thể mẹ không hài lòng thì người chồng cũng ok không hài lòng theo. Nhưng mà lúc lấy nhau về nhà ở chung em có cái xích mích gì, bất hòa, cái gây cãi gì với ba mẹ của anh đó không? Sùm lên thì không có, nhưng mà cái ngầm thì em nghĩ chắc có mà em không biết. Ngầm thì có thể liên, em nghĩ chỉ một hướng chính duy nhất có thể liên quan đến vấn đề tài chính thôi. Nhưng họ thì yêu cầu là em là nghỉ việc đi ở nhà để mà làm việc nhà. Ừ. Thì nhà cũng có xe, có cơ sở để mà kinh doanh á. Ừ. Thì nghỉ nhà đi thì em không đồng ý. Em vẫn đi làm. Em học hành ra thì em phải làm, em tự chủ tài chính của em. Rồi một hỏi một cái nữa, hồi em nói là mối quan hệ này do mai mối, là ai mai mối? Bà con xa của ba em. Người này. Chào hai bạn. Dạ chào chị. Bây giờ bạn trai giới thiệu trước nha. Rồi những thông tin cá nhân của mình như thế nào? Dạ xin chào tất cả ekip trường quay và chào chị Cát Tường. Hôm nay em rất hân hạnh là được đến đây. Em tên là Quỳnh Khởi Đạt, 40 tuổi. Em hiện đang làm công nhân công ty Fuji Moon Việt Nam. Là công ty làm về gì em? Dạ chuyên về máy đóng gói bao bì. Đạt năm 80. Rồi còn mình. Chào chị Cát Tường và chào chương trình. Và mình chào bạn trai kế bên nha. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Em nay là 32 tuổi. Em làm nhân viên kế toán tại Bình Dương. Tại khu vô 1. Dạ. Mình đang làm việc và sống ở Bình Dương luôn. Dạ đúng rồi. Bình Dương ở khúc nào? Em ở thành phố Thủ Dầu Một á chị. Thủ Dầu Một, còn quê mình ở đâu cưng? Em sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Mình đang sống với ai? Dạ hiện tại em sống với lại mẹ và gia đình của em gái. Có mấy chị em? Dạ có hai chị em. Hai chị em thôi, chưa ai lấy chồng hết. Gia đình của em gái là có chồng. Gia đình em gái là có chồng rồi, có con rồi. Mình chị là chưa. Em thì có một bé gái rồi chị. Vậy hả? Rồi ok, một lát nữa chị sẽ khai thác kỹ hơn về cái chuyện tình duyên của mình nha. Rồi bên đây Đạt thì mình đang sống với ai? Em đang sống với ba mẹ. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ nhà em có 5 chị em, thì tất cả đều đã có gia đình hết, có em là chưa có. Em là thứ mấy? Dạ, em kế Úc. Kế Úc, quê mình ở đâu? Dạ em thì hồi trước là sinh ra thành phố Hồ Chí Minh, sau này giờ về Bình Dương. Thì Bình Dương bây giờ là quê ngoại của em. Rồi hiện giờ đang sống ở Bình Dương? Ở Bình Dương luôn. Bình Dương đoạn nào? Ở gần Bixi Di An. Cùng Bình Dương là mình tiện trong cái việc mà mình hẹn hò với nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái em là quê gốc ở đâu? Gốc của em là ở quận 5. Là người Hoa? Dạ người Hoa. Gốc ba em là ở Bến Hàm Tử. Gốc em. Rồi bây giờ hiện tại là sao mà từ quận 5 mà xuống có Bình Dương? Hồi xưa thì làm ăn không có được như ý muốn á, rồi mới chuyển về Bình Dương. Rồi, biết nói tiếng Hoa không? Dạ, nghe cũng thoảng thoảng thôi. Nghe thoảng thoảng thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đạt? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là siêng năng, em làm việc coi như là trọn vẹn. Còn với lại cũng vui vẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em thì hơi gục ghẻ ít nói. Còn mình thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu là gì cơ? Điểm mạnh, điểm yếu của em cũng liên quan đến cái công việc hiện tại em đang làm. Là một kế toán thì nó cần phải sự cẩn thận, kỹ mỹ. Làm việc là em là tập trung hết để em hoàn thành công việc của mình. Tức như là mình mong muốn đạt cái độ hoàn mỹ cao nhất. Thì cũng từ cái đó nó cũng dẫn đến là cái điểm yếu của mình luôn. Là mình cầu toàn quá. Rồi bây giờ vô cái chi tiết hồi nãy em nói là mình có một bé gái hả? Dạ. Năm nay mấy cháu mấy tuổi? Dạ bé này 4 tuổi. Bé này 4 tuổi, sống với em luôn hay là? Dạ sống với em. Rồi là mình đã kết hôn lần nào chưa? Em đã có đám cưới, đã làm dâu, có con, nhưng mà em chưa có được cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Là không có làm hôn thú, cho nên là cũng không có làm cái giấy ly hôn luôn. Cái về vấn đề ly hôn thì trong cái pháp luật nó có cái bảo đảm bảo quyền lợi là xác nhận lên trên cái tờ giấy đó, không công nhận hai người này là vợ chồng. Thì tụi em vẫn ra tòa bình thường và tòa vẫn xác nhận cái vấn đề đó cho tụi em. Về làm dâu luôn rồi, sanh con luôn mà cũng không có giấy kết hôn. Thứ nhất là hai tụi em lấy nhau cũng là do vấn đề mai mối. Dạ. Thì cũng mình cũng lớn tuổi và mình cũng mong mình được ổn định về gia đình. Cái lý do riêng cá nhân của gia đình nhà chồng
họ hơi bị ích kỷ, cho nên họ tính toán cái điều gì đó cứ lần lỡ họ hẹn, cứ từ từ rồi mình làm giấy. Tại vì hiện tại là đứa nào cũng đang bận công việc, chưa có thời gian sắp xếp. Hẹn từ lúc mà mình đám cưới tới lúc mà mình bé sinh ra luôn vẫn chưa có làm, bé sinh ra luôn vẫn chưa có làm. Ra cái này cũng do em nữa, với nhà em nữa. Cái chuyện đi làm giấy đâu có tốn nhiều thời gian đâu, có một buổi là đi ra làm giấy thôi mà. Dạ, thì nói chung là cũng thời điểm đó là em cũng không có mạnh mẽ trong cái mình thông cảm cho người ta nhiều quá. Càng về sau khi mình làm mạnh cái vấn đề đó lên, mình yêu cầu là phải nhanh chóng làm giấy đi để khi con sinh ra nó có được cái tên cha tên mẹ đầy đủ với người khác. Thì họ hẹn xong rồi, khi mà mình làm dữ rồi khi họ mất hết luôn. Em về làm dâu bao lâu thì mới có cái rạn nứt giữa hai người? Em làm dâu 3 tháng rồi chị, em về nhà mẹ em ở. Tại vì cái cách sống của gia đình đó với lại em nó không có hợp. Con có mang họ cha không? Hiện, dạ không, mang họ em, tại vì ở trên khai sinh không có tên của cha. Và bên nội cũng không có tha thiết với đứa cháu luôn? Khi mà ra tòa thì họ biết là cháu của họ, nhưng mà họ lấy đầy đủ những cái chứng cứ lý do, họ tìm mọi cách đó, mọi lý lẽ để họ chối bỏ cái trách nhiệm làm cha. Ví dụ như đơn cử như là họ nói cái này không phải con của họ, không phải con của họ. Họ không nhận. Rồi khi mà nhờ đến sự can thiệp của cái y học hiện đại đó, thì họ lại chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ chứng cứ là tôi không có năng lực để tôi nuôi con, không có năng lực để cấp dưỡng. Và câu chuyện này cách đây bao lâu rồi? Dạ thì cách đây 4 năm mà chị. Thì trong sau 4 năm qua em có tìm hiểu nguyên nhân là tại sao như vậy? Tại vì đã xảy ra bệnh đó rồi, em cũng không có mong muốn đi tìm hiểu. Tại vì người ta không có trân trọng mình, họ cũng không có trân trọng cái cốt nhục của họ. Thì em cũng không có việc gì em phải nhọc lòng để em tìm hiểu nguyên nhân hết á. Em đã có đứa con cho em rồi, là em mừng lắm rồi chị. Từ hồi mà ra tòa đó tới nay đó, mình không dùng từ ly hôn, cũng chẳng biết dùng từ gì, nhưng mà ra tòa tới nay là không có liên lạc, không qua lại luôn. Dạ đúng rồi chị. Và em có biết là anh đó có vợ có khác chưa, đi đâu làm gì chưa không? Em không có quan tâm. Không quan tâm luôn. Dạ. Tại vì chị đang thắc mắc là lý do gì mà người ta không có cái mục đích gì. Chứ nếu mà đã mai mối mà đã chấp nhận lấy nhau rồi đưa em về nhà làm dâu thì nó phải có một lý do gì mà ví dụ không ưa thì đâu có cưới. Đúng không? Chị vẫn đang thắc mắc là một cái chị ở trong bà hàng xóm nhiều chuyện đi, là chị hơi bị vô duyên, là phải có cái lý do. Dạ. Chứ thí dụ như là anh đó đang chờ giấy tờ đi nước ngoài, mà nếu bây giờ lấy em vô thì phải bổ sung giấy tờ cho em thì nó lâu, nó cản trở cái hồ sơ của anh đó. Ví dụ. Dạ. Hay là anh đó đang chờ đợi một cái gì đó nó ghê gớm hơn rồi lấy đỡ em, thí dụ vậy. Nhưng mà cái chuyện lấy đỡ còn đẻ con nữa, đem về nhà ra mắt quan viên hai họ nữa, thì chị nghĩ phải có lý do. Sợ là em không thể biết được, có thể là em có thể đoán. Em đoán nhiều hướng thôi. Ví dụ như là dài hướng cho chị nghe. Trong nhà thì có thể là anh đấy là con trai duy nhất. Có nhiều người con gái thì người bác họ sẽ trọng nam khinh nữ hơn. Ý là đẻ con trai thì mới làm thú. Dạ đúng rồi. Tại vì trong một lần nói chuyện thì họ hay nói thì sanh vài đứa đi rồi làm không muộn. Nhưng mà nhà đó thấy có đông anh chị em không? Có 4 người con gái và 1 người con trai. Có mình chồng em á, cái chồng đó là có một mình chồng em là con trai thôi. Dạ. Cho nên là cũng là sợ để nói giỏi tông đường, tại thấy đẻ đứa con gái cho nên là thôi. Là theo, một hướng, một hướng, một hướng đoán. Còn cái hướng đoán nào khác nữa không? Em thì em chỉ nghĩ hoang cái hướng đó thôi. Còn cái hướng nữa thì có thể là cái người chồng đó họ không có cái chỗ chính kiến ấy, họ không có được cái lý lẽ hoặc là tình cảm để bảo vệ người vợ người con của mình. Thì có thể mẹ không hài lòng thì người chồng cũng ok không hài lòng theo. Nhưng mà lúc lấy nhau về nhà ở chung, em có cái xích mích gì, bất hòa, cái gây cãi gì với ba mẹ của anh đó không? Sầm lên thì không có, nhưng mà cái ngầm thì em nghĩ chắc có mà em không biết. Ngầm thì có thể em nghĩ chứ một hướng chính duy nhất có thể liên quan đến vấn đề tài chính thôi. Họ thì yêu cầu là em là nghỉ việc đi ở nhà để mà làm việc nhà. Nhà cũng có xe, có cơ sở để mà kinh doanh á. Thì nghỉ nhà đi thì em không đồng ý. Em vẫn đi làm. Em học hành ra thì em phải làm, em tự chủ tài chính của em. Rồi hỏi một cái nữa, em nói là mối quan hệ này do mai mối, là ai mai mối? Bà con xa của ba em, người này cũng là bà con của họ luôn. Thì mình nghĩ là họ cũng nhà cũng gần nhau, mình không có nghĩ là ở phía trong nó sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Rồi quan trọng là khi mai mối nhau á, là hai đứa đó, hai nhân vật chính á, hỏi thật là có tình cảm với nhau không? Thì cũng có cái thích nhau thì mới đồng ý. Đám cưới rồi mới có bầu hay là có bầu rồi mới đám cưới?
đám hỏi là có bầu. Đám hỏi là có bầu và cũng có thích nhau, thương nhau. Dạ đúng rồi, cũng có tình cảm với nhau thì mới có thể mà đụng chạm thân xác hoặc là mà có với nhau được đứa con. Rồi nghe câu chuyện của bạn ấy thì em cảm nhận như thế nào? Có suy nghĩ của em là không hiểu tại sao để xảy ra cái vấn đề đau thương như vậy. Thật sự thì người phụ nữ thì cũng rất là khổ khi mà chia tay vậy, người phụ nữ khổ lắm. Rồi em có ngại khi mình lấy một người vợ mà đã có con riêng trước đây thì em có ngại không? Theo em nếu mà một người như vậy á, em có con riêng vậy đó thì em nói thật sự là em không thể được. Lý do? Em nghĩ là gia đình em không đồng ý. Gia đình em không đồng ý. Em nghĩ hay là đã từng ba mẹ em đã có từng chia sẻ chuyện dạ, này? Dạ có từng chia sẻ rồi. Ba mẹ em nói như thế nào? Và tùy ý nơi suy nghĩ của em thôi. Nếu mà lấy về là thế nào ba em cũng sẽ không có đồng ý. Còn tình trường của em thì như thế nào? Tình trường của em thì em thì hồi xưa thì đi học cũng có thương một người. Rồi lúc em tỏ tình thì người đó từ chối. Đó thì cái rồi từ chối rồi đó xong là bắt đầu là em cũng không có thương ai hết. Bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng mười mấy năm. Mười mấy năm? Lý do gì không có bạn rồi, gái? Rồi em thì em muốn là có bạn gái thì ở gần mình thì dễ qua lại hơn, chứ còn mà nếu mà có vợ xa thì em không có muốn như vậy. Dù có tiện bề chăm sóc gia đình đâu á thì nó dễ. Rồi mười mấy năm nay là không có bất kỳ một cái mối quan hệ? Dạ không có một cái mối quan hệ nào. Em chỉ đi em chỉ có đi làm rồi đi về nhà vậy thôi, em không có quan hệ. Cũng có nhiều người làm mai làm mối nhưng mà em không có chịu. Mối tình ngày xưa có sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu đậm lắm, tại vì mình nói mình thích người đó thì người đó không thích mình. Vậy là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Còn riêng, còn riêng. Đúng, còn riêng. Mọi người đều công nhận em còn riêng mà. Em không muốn lấy một người đã có con trước đó. Dạ. Hay không muốn lấy một người đã kết hôn trước đó. Hay không muốn lấy một người đã không còn trinh tiết trước đó. Ba cái đó khác nhau, anh trả lời. Em không muốn lấy một người có con trước đó. Nếu như người đó có gia đình mà chưa có con. Nếu người đó có gia đình mà chưa có con được thì không? Có thể được. Lý do là em ngại về vấn đề con riêng, con đúng cái rồi. Với cái gia đình gọi là truyền thống của em thì không có vấn đề nó không thể. Không, chị nghĩ cái đây không phải truyền thống hay không truyền thống. 1 tỷ gia đình truyền thống người ta vẫn như vậy. Thậm chí luôn này nó nghiêm túc luôn nha. Chị đã từng làm mai mối có những chương trình nha. Hồi xưa giờ theo như chị biết này, chị nói ngoài luôn. Theo như chị biết là có những gia đình là nói về có đạo á, ly hôn rồi vẫn lấy nữa. Và không, người ta vẫn mong muốn là được làm lễ cưới ở trong nhà thờ. Có nghĩa là em đừng nói từ là gia đình truyền thống hay không truyền thống. Ở đây đó là suy nghĩ riêng của mỗi cá nhân, chứ nó không phải là gia đình truyền thống. Tại vì có rất nhiều gia đình truyền thống người ta vẫn gãy đổ rồi vẫn bước tiếp. Chứ nói như em vậy, những người nào mà người ta lỡ gãy đổ một lần thì người ta sẽ không có cơ hội để tìm một nửa yêu thương của mình sao? Thiếu gì gia đình là rổ rác cạp lại. Thậm chí có những gia đình con anh, con em, con chúng ta, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Và có những người sống nhau, tại vì mình không nói trước được chuyện gì. Không ai chắc chắn được rằng khi đã lấy nhau, không ai nghĩ rằng mình sẽ ly hôn. Mình biết trước thế nào mình cũng ly hôn, lấy làm gì trời. Nhưng hiện tại em thấy rằng là tỷ lệ những người cặp đôi lấy nhau ly hôn rất cao. Cái này tại vì em chưa có kinh nghiệm về tình trường. Chị chỉ muốn trao đổi thêm với em để cho nó biết đâu sau này. Bây giờ em vẫn nghĩ vậy, 10 năm nữa em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có thể vài 3 năm nữa em lại có cái suy nghĩ khác. Hoặc là khi em là cái người rơi vào cái hoàn cảnh đó thì em mới hiểu và mới thông cảm cho người ta. Chị thì cái miệng chị không phải là chị nói, nhưng mà chị nói ví dụ em không thể nào chắc chắn 100% em lấy vợ và em sống được với họ tới trăng long đầu bạc đâu nha. Đúng đúng đúng. Rồi rủi lỡ như em cũng vô một cái trường hợp giống như vậy, rồi em không cho em có cơ hội nữa hả? Rồi ví dụ em có con nhỏ, rồi em không cho con em có cơ hội tìm một cái người mẹ kế khác để về chăm sóc con em nữa sao? Ví dụ như chị cũng có con riêng nè, chị vẫn luôn khao khát tìm một cái người chồng cho mình. Tại vì chưa có tìm được cái người yêu thương chị thôi, chứ chị thấy rất là nhiều người sẵn sàng vào và người ta không ai ái ngại gì đến cái chuyện con cái của chị hết. Người ta chỉ quan trọng là hai cái người đó có thật lòng yêu thương nhau, có hợp với nhau hay không. Không lẽ vậy tất cả những single mom trên cuộc đời này toàn gặp gia đình truyền thống không rồi họ ở giá hết. Còn riêng về phía em cũng vậy, không có gì phải buồn hết. Không có gì, chị biết cái những giọt nước mắt của em là em tủi thân cho cái câu chuyện của mình. Nhưng mà em thí dụ em bản thân em nhìn chị đi, chị cũng là một single mom, chị sống rất là vui vẻ. Xung quanh chị rất là nhiều người muốn yêu thương chị, nhưng mà tại chị chưa chọn được cái người chị mong muốn thôi. Còn em trẻ hơn chị rất nhiều, cơ hội em còn rất là dài. Và chắc chắn sẽ có một cái người đàn ông mà họ đủ cái sự vững chãi và họ đủ cái sự rộng lượng, và quan trọng là họ đủ cái sự chân thành yêu thương, thì lúc đó em sẽ dựa vào.
mà chị vẫn ủng hộ cái quan điểm của em là phụ nữ thì mình làm chủ về kinh tế của mình. Khi mình làm chủ được kinh tế của mình thì mình sẽ thoải mái và mình sẽ chủ động trong rất là nhiều việc. Em rất là đẹp gái, rất là dễ thương, nên mọi chuyện cái đó là mình chỉ nói thôi. Mỗi người một cái tư duy, mình không có thể nào mà mình phản đối người ta, nhưng mà mình suy nghĩ nó thoáng hơn. Em mong muốn một cái người vợ tương lai của mình là người như thế nào? Em thì mong muốn một người vợ tương lai thứ nhất là ở gần chỗ em ở. Rồi. À, để tiện bề qua lại thăm nom hai gia đình, chăm sóc gia đình. Rồi. Với lại người phụ nữ hiền, chịu khó, với đừng có gọi là sống, mình sống thực tế chứ mình đang có, đừng có đua đòi quá. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em biết nhất là giả dối. Đừng nói tiếng phụ nữ, luôn cả nam cũng vậy. Nếu mà người nào giả dối xạo với em thì em không bao giờ chơi với người đó nữa. Rồi, chị hiểu rồi. Còn em? Khi một người đàn ông của mình thì lúc nào nó cũng phải là giống như là một soái ca vậy đó. Nhưng mà đối với hiện tại của em á, thì em những mong muốn cái thực tế hơn. Thứ nhất á là cái người đó có yêu thương con của em thật lòng. Cái hai, cái người đó phải có tâm và mọi mặt. Cái thứ ba là đảm bảo về tài chính với mẹ con em. Và cái điểm mà là người phải người miền Nam. Người miền Nam, rồi. Nãy giờ tư duy anh này chị đang phản bác rồi. Bây giờ tới phiên em, chị cũng phản bác em một chỗ thôi. Là em tìm người có tâm, chị đồng ý. Tìm người đảm bảo được tài chính, chị đồng ý. Nhưng mà cái khoản tìm người yêu thương con mình thật lòng, chị không đồng ý. Tại sao? Mọi thứ nó chỉ ở một giá trị tương đối, chứ nó không cần phải tuyệt đối. Em hãy tìm một người yêu thương em thật lòng, và người đó là người đạo đức. Còn em không thể đòi hỏi người, một người đàn ông nào mà yêu thương con em y như yêu thương con của họ. Không có. Chị trả lời để sau này em khỏi bị tổn thương, em khỏi chờ đợi. Rồi, có nghĩa là nếu người ta yêu thương em thật lòng, tự nhiên người ta sẽ muốn làm em vui, tự nhiên người ta sẽ muốn lo hết tất cả mọi thứ cho em. Và người ta là một người đạo đức. Đạo đức ở đây là người ta hiếu kính với cha mẹ của người ta, người ta cư xử với mọi người xung quanh từ cái tâm. Đó là cái đạo đức. Đạo đức nó xuất phát từ giáo dục gia đình và môi trường của xã hội, hoàn cảnh sống xung quanh. Thì khi họ có đạo đức và họ yêu thương em thì họ sẽ yêu thương con của em. Không riêng gì con em mà ai họ cũng sẽ yêu thương, bởi vì họ có cái trái tim nhân hậu hoặc là họ có cái tâm. Còn thật sự trong lòng mà mình muốn họ yêu thương con mình y như con ruột của họ thì cái đó chỉ là nói bên ngoài thôi. Trừ một vài trường hợp nó đặc biệt, cứu vớt cuộc đời nhau gì đó, một cái vài cái câu chuyện mà chị đã từng nghe, từng thấy, thì ở đây mình không kể nó mất công. Nhưng mà bình thường chỉ cần người đó yêu thương mình thật lòng, là người đạo đức và có trái tim nhân hậu là ok rồi. Ví dụ như em lấy một cái người mà người ta đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, có thể là hai chồng thương lượng thích có con nữa thì có, không có thì thôi. Nhưng thật sự nếu em lấy một người mà ta chưa có con, em cũng không thể ích kỷ là tôi chỉ vậy, tôi để nuôi con tôi không muốn đẻ với anh. Thì cái đó rồi, rồi người ta con người ta đâu. Rồi em muốn anh coi con em như con anh đi, khỏi đẻ nữa. Thì cái đó là nó hơi ích kỷ nghiêng về phía mình. Mọi chuyện còn ở tương lai, chưa biết em sẽ lấy một người chồng như thế nào. Nhưng đừng đặt nặng quá một cái vấn đề là tôi phải tìm ai thương con tôi mới thương. Đừng có như vậy quá thì. Nhưng mà cái người mà không có đạo đức á, là qua cách thể hiện, nhiều khi trước mặt em yêu thương chăm sóc, nhưng mà sau lưng em coi cách người ta ứng xử với bạn bè, gia đình, người thân mà gọi là không có đạo đức thì em dè đi là vừa. Em hiểu ý chị nói không? Nha, chỉ chỉnh lại chỗ đó xíu, chứ không có một cái giá trị tuyệt đối. Nó chỉ cần tương đối thôi là được rồi. Đừng quá cầu toàn trong cuộc sống nha. Nhưng quan trọng phải tìm một người đàn ông có đạo đức nha em nha. Không có, có đức mặc sức mà ăn nha cưng. Không có đạo đức là thua. Vậy thôi. Còn giàu có hay nghèo khổ hay hoàn cảnh gia đình, hay là độc thân hay đổ vỡ gì đó, mình không biết được. Miễn trái tim mình nó rung động, chạm được cảm xúc của mình thì mình, đó là cái nhân duyên của mình thôi. Ha. Cảm ơn chị. Chị nghĩ chị nói là em tiếp thu liền á, nhưng mà bên này không có tiếp thu chị liền đâu. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cửa trái tim ra nha. Dù sao ngày hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, quyền quyết định là của các bạn, nhưng theo format chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau. À, xin mời hai bạn. Rồi chúng ta có thể tặng quà cho nhau, làm kỷ niệm, trao đổi vài thông tin. Hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn em nhiều. Em cũng có một cái món quà nho nhỏ gửi em. Cảm ơn em. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng ăn trưa với nhau ha, trò chuyện với nhau vui vẻ, mình có thể có thêm những người bạn trong cuộc sống cũng rất là tốt. Xin mời. M
mời hai bạn thưởng thức món cháo cá lăng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương nha. Nhìn hấp dẫn quá, đang ra sôi rồi. Mời các bạn ăn trưa ngon miệng, trò chuyện với nhau vui vẻ nha. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại, mời hai em. Cảm ơn chị. Em mời anh nha. Cảm ơn em nhiều. Lúc nãy anh nói anh đang công tác ở đâu nhỉ? Anh làm việc ở gần chỗ nhà anh luôn, là khu xích lên chung 1 á. Là gần chỗ lần đại học á hả anh? Đúng rồi, là gần là đại học thôi, 55. Đáng lý là thường đám hỏi xong á là phải có kết hôn chứ. Thì là lúc nãy em cũng nói với anh rồi là do em thông cảm với cái hoàn cảnh và công việc của bạn. Bạn đó thì chạy lái xe của gia đình cho nên là cái thời gian ở nhà nó hơi bị ít. Thì em nói là cái giai đoạn đó là bạn đó là tranh thủ chạy chuyến xe để mà kịp mà tới ngày cưới á. Thì mình thống nhất với nhau á là cái ngày cưới xong là cái em sắp xếp được công việc rồi được nghỉ phép, bạn đó cũng được nghỉ. Thì hai đứa sẽ cùng nhau làm giấy. Thì mình em mới ok đợi em đợi em cái đợi đó là tìm... cái tư tưởng đó, cái là cái người nào đề xướng lên cái đó? Nói chung gia đình bên đó. À bên đó hả? Vậy là thì ra là vậy rồi. Sau khi xong cái đó đi, ví dụ như giờ xe về xong rồi thì vẫn đi kết hôn được mà. Dạ đúng rồi, thì em hối em cũng hối thúc thường xuyên luôn. Nhưng mà họ viện rất là nhiều lý do, chung là cái lời nói của người lớn thì mình cũng không có tới giờ mà vậy nha. Mình nghi ngờ, cũng nghi ngờ nhưng mà không có đến nỗi mức độ nghiêm trọng. Cái người bạn của em thì sao? Người bạn ấy thì cứ nhá, thì nói chung bạn nói hơi nghe lời gia đình hơi bị nhiều. Rồi vậy là chắc là bị sắp đặt của gia đình rồi. Nói chung là cái lý do riêng của họ em không có đào sâu. Cái mình không biết lý do của người ta như thế nào. Dạ đúng rồi. Thôi nhưng mà cái đó coi như là theo anh thấy là coi như cái một cái phần bắt chịu thiệt của em. Thiệt vậy. Dạ. Coi như là em chấp ngã thì anh cảm thông vậy. Ok. Trò chuyện vui không? Dạ vui chị. Ăn ngon không? Hôm nay chị ra ngoài thì thấy là có mẹ em đi theo đúng không? Bây giờ chị mời mẹ của em vào để chị hỏi thăm vài câu nhé. Dạ mời cô. Chào MC Cát Tường, dễ thương. Chào bác. Các bạn ở trường quay. Dạ, hồi nãy giờ cô nghe Cát Tường với hai bạn đây trò chuyện thì cô có suy nghĩ, có cảm nhận gì không cô? Cô chia sẻ vài câu nha. Thì cô cũng vui chứ không có gì hết. Cái hoàn cảnh của con mình thì mình cũng biết rồi. Người mà độc thân thì khó chấp nhận, đó là cô cũng đồng ý. Nhưng mà tại vì giờ cũng lo xin nói thêm á là cũng không có quen ai, là như hồi đó lớn lên rồi nó hẳn cũng ngó lên lắm, khó tánh là ngó lên, cũng muốn người đó cũng phải là học thức bằng mình, rồi cũng phải đẹp trai. Thì cuối cùng là nên là nó tới tuổi không quen được thì cái người đó là mới là giới thiệu của người quen của ba mới giới thiệu bạn. Mà mới có 30-32 tuổi mà làm giống như là cái gì? Ba cũng lớn tuổi rồi, ba cũng thích cháu. Lớn tuổi. Rồi nói lại thì lúc đó là mai mối thấy được quá cái tới luôn. Con gái nữa là cái để 2-3 đứa mới xong nên muốn mới làm luôn, nhà là toàn ở đây. Xong là gia đình thì sẽ quan trọng tờ kết hôn quá à. Đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên ông xui nói vậy á. Nói với chị luôn á hả? Nói thẳng với luôn, cô luôn á hả? Nói thẳng luôn, nói gia đình là bên đây xong rồi quan trọng tờ kết hôn quá vậy. À, đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên đây là xanh ba bốn đứa mới nhà mới làm kết hôn không à. Rồi là cô không biết nghĩ làm sao nữa, cô cũng không ý kiến luôn. Thì về là anh Trinh về làm dâu nữa, nó còn y như Tô Ánh Nguyệt, nó thắng vậy là mấy tháng là bỏ của chạy lấy người. Giống như hồi nãy Tường cũng chia sẻ với em rồi đó, mọi thứ bây giờ là có gia đình nè, có con cái, coi như có đứa con, trời tuyệt vời nha em. Mai mốt ha, 10 năm nữa đi ha, giống như chị ha. Các bắt đầu bây giờ mới nhiêu, bây giờ là 32 hả? Dạ. Rồi 12 năm nữa ha, là bằng chị bây giờ, là lúc đó con gái 18 tuổi bằng con chị giờ luôn. Tuyệt vời, không có gì sung sướng bằng. Có đứa con gái là tài sản đúng không cô? Thôi bây giờ không gấp gì hết trơn á em, thư giãn thả lỏng đúng người thì mình tới. Thả lỏng giống chị nè, thả lỏng. Này thì Trinh cũng không lên tại vì cô cứ kêu lên ký đi đây, thấy lên đây là thấy có nhiều người cũng rất là chuẩn đàng hoàng nữa. Cái gì nó nữa, cũng là cái duyên số đó cô, không sao cũng hết, không chịu đi. Dạ hôm nay cũng là cái vui thôi. Thôi thì mọi thứ giống như là Tường chia sẻ nãy giờ, nó nở nhân duyên, ông trời ông sắp xếp hết trơn rồi. Và Tường thấy là hôm nay là em không có gì phải buồn hết nha. Chỉ nghe những cái lời chia sẻ, có cơ hội ra ngoài kể được câu chuyện của mình ra là mình cởi mở, mình cũng nhẹ lòng mình hơn. Rồi một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với tất cả hai bạn luôn. Bây giờ em là có mẹ bên cạnh là quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi mời đứng lên luôn đi cưng. Rồi mời gia đình, hai gia đình đứng lên đây, hai mẹ con bên đây nha. Hôm nay thì làm mai thì không thành công rồi quý vị. Dạ khi mà mình đã biết không thành công rồi thì
Tường cũng rất là vui thôi ạ. À, giống như là bạn trai chia sẻ, thà như lúc đầu cho nó rõ ràng, đó cũng là một cách mà mình tôn trọng lẫn nhau. Đó là cái quyền, đó là cảm xúc của các bạn, những người đăng ký tham gia chương trình. À, thay mặt chương trình tặng cho em nha. Món quà làm kỷ niệm. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn cô đã dành thời gian đến để chia sẻ với chương trình. Rồi, cảm ơn em luôn đã đến với chương trình, và chị cũng hy vọng rằng em cũng sẽ tìm được một cái người đúng như mình mong muốn. Hơi buồn một chút nhưng kết quả Tường thấy như vậy nó cũng rất là nhân văn thưa quý vị. Và hy vọng chương trình này phát ra thì cũng sẽ có nhiều người đồng cảm cho cả hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang theo dõi như Tường chia sẻ từ nãy giờ, mình có yêu thích là mình muốn có những cái thông tin để mà tìm hiểu về hai bạn này thì cứ liên hệ với chương trình quý vị nha.